Chào mừng tất cả các anh chị em đã và đang đến với ngôi nhà Atamin, cùng nhau làm đẹp và cùng nhau chia sẻ lan tỏa giá trị của sản phẩm và giá trị của làn da mộc 24/24 nha anh chị em. Đó. Rất đơn giản, chỉ cần 2 bước 2 phút mỗi ngày tại nhà. Bao nhiêu vấn đề trên da, dù là vấn đề gì, dù là bị làm sao, bị cỡ nào, thì em cũng nuôi da từ gốc và em đẩy các vấn đề trên da. Chắc chắn 100% sẽ không còn vấn đề gì, mà đổi lại là làn da rất là khỏe luôn. Càng đi ra ngoài càng căng bóng, càng mịn màng, càng hồng trắng hồng săn chắc. Đó, bởi vì em nuôi da từ gốc đó, Atanino 5. Em nuôi da từ gốc, đồng thời em đẩy các vấn đề trên da, nên là da rất là khỏe luôn cả nhà. Vì da khỏe cho nên là mình đi ra ngoài một cách thoải mái, thoải mái phơi, khi chỉ cần 2 bước mỗi ngày đi ra ngoài thoải mái phơi, mà rất đơn giản sử dụng, chỉ cần 2 bước như thế này thôi. Bước thứ nhất là lau, đó, lau em hàng ngày, đó, sáng người ta, đó, ngày nào mình cũng yêu thương cái làn da của mình như thế này, thì đồng thời nữa là mình lên để mình chia sẻ cho các bạn, để các bạn biết đến, để các bạn sử dụng, để các bạn, thứ nhất là các bạn không bị mất thời gian, đó. Khi da mặt của các bạn bị vấn đề gì hay bị gì, có nghĩa là nhiều hay ít thì như thế nào, hay ở trường hợp nào chăng nữa, mà cái da của các bạn bị tổn thương hay bị làm sao, thì các bạn sẽ không mất nhiều thời gian nữa, và cũng không phải bị vất tiền qua cửa sổ nữa. Đó. Bởi vì mình cũng đã trải nghiệm và bây giờ thành công, thì mình nên muốn là mình nên mình chia sẻ lan tỏa cho các bạn. Đó. Để các bạn đỡ phải, các bạn sai là các bạn sẽ có một cái làn da khỏe đẹp luôn. Đó, rất đơn giản luôn. Lau đâu đẹp đấy, thoa đâu đẹp đấy. Càng thoa càng khỏe, da càng khỏe, càng đẹp. Đấy là bước thứ nhất cả nhà. Đó. Và cái bước thứ hai là cũng không bao giờ thể thiếu được cả nhà. Đó, ông mà trời ông chất soi vào mặt mình nữa cả nhà. Đó, sáng ra, soi. Bước thứ hai không thể thiếu, đó là dưỡng cho em hàng ngày. Đó. Và hơn nữa là em bảo vệ. Đó. Chính có em mà mình đi phơi càng da càng trắng hồng khỏe. Đó. Năm nay mình hơn 60 tuổi, mình có một cái làn da vô cùng là hạnh phúc. Đó. Bản thân vô cùng hạnh phúc và thật sự là hạnh phúc trọn vẹn. Bởi vì là ngày nào mình cũng đi ra ngoài, mà đi ra ngoài thì ai cũng khen hết. À, thế thì có hạnh phúc không cả nhà? Có cảm thấy là hạnh phúc trọn vẹn và cũng mới cảm thấy rằng là sung sướng và thoải mái không cả nhà? Đó. Khi mình chấm đều trên da mặt là mình đậy ngay, nhưng em không có chất bảo quản em sẽ bị khô nhé cả nhà. Đó. Bây giờ chỉ còn nữa là vỗ đều nhẹ nhàng để em thẩm thấu một cách tốt nhất, thế là xong đấy cả nhà. Rất đơn giản, chỉ cần 2 bước 2 phút mỗi ngày mà đổi lại là cái làn da đấy cả nhà. Nhà vào trang Facebook của mình để xem cái làn da trước của mình nó ra làm sao. Thì hiện tại nó là đây. Mình phải yêu thương khi mà bất kể là cái thời buổi 4.0 này, 5.0 thì không một bạn nào mà bạn từ bé cho đến già không có ai là không muốn đẹp, đúng không nhỉ? Đó, nhưng mình phải biết yêu thương chính bản thân mình. Mình phải tự biết yêu thương bản thân mình, không ai yêu hộ được. Là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là mình phải nuôi dưỡng hàng ngày. Đó, kể cả là khi cái làn da của các bạn đấy, các bạn đã xài cái sản phẩm này thì chắc chắn là các bạn sẽ đẹp hơn mỗi ngày. Đó là điều chắc chắn. Mà với bạn nào mong muốn trải nghiệm có một cái làn da khỏe đẹp và có tiền trong hạnh phúc thì hãy nhắn tin cho mình. Đó, mình sẽ giúp đỡ. Và nếu các bạn nào muốn trải nghiệm thì với combo sản phẩm Ematanin thì các bạn đồng hành cùng với mình hoặc bất kể một đại lý nào trên toàn quốc. Đó. Các bạn cũng sẽ có một cái kết quả tốt. Nếu như không có kết quả, không có cải thiện thì các bạn cũng không mất gì. Đó là cam kết của công ty. Đó. Thế là xong đấy cả nhà. Rất đơn giản. Ông mặt trời ông đang soi vào mình. Là khi mà đi ra ngoài cả nhà, khi đi ra ngoài á, ông mặt trời ông gương sáng, ông soi vào mặt ấy, thì da mặt càng trắng hồng cả nhà, trắng hồng luôn, rất khỏe luôn. Đó. Mà đi về không ảnh hưởng nhé, đi
nắng về không ảnh hưởng làn da. Đấy, cả nhà có thấy là tuyệt vời không? Đó. Cái da mặt lúc nào cũng tự tin 24/24, còn mình yêu thương cái làn da mình, trang điểm mình yêu thương một chút như thế này thì chắc chắn là mình sẽ có một cái làn da kéo dài tuổi thanh xuân. Đó. Cho nên là mình ngày nào mình cũng yêu thương cái làn da của mình và đồng thời mình chia sẻ cho các bạn ấy, để cho các bạn biết đến là các bạn sử dụng được, các bạn sẽ cũng không mất tiền qua cửa sổ mà cũng không phải mất thời gian như mình ngày xưa nữa. Ngày xưa là mình dùng không thiếu cái món gì. Đó. Mà đổi lại là cái làn da coi như này còn hư hỏng thêm. Đây là một cái kem body. Đó. Ngày nào mình cũng đi ra ngoài và mà ngày nào mình cũng xài cái kem body để mình có một cái body coi như là an tâm an toàn để không ảnh hưởng. Đó. Khi mà cái làn da của các bạn nào mà không được ưng ý thì các bạn xài cái kem body này thì các bạn cũng sẽ có một cái làn da sẽ khỏe đẹp lên. Đó. Một là thứ nhất là em rất là thơm. Thứ hai là thoa này em thẩm thấu luôn không bị bít tết. Đó. Thứ ba là làn da của các bạn mà không được ưng ý thì em sẽ bật tung cho các bạn. Chắc chắn một điều bật tung cho các bạn. Đó. Càng thoa càng đẹp, an toàn. Và cái quan trọng nữa là em bảo vệ cho mình đi nắng đây cả nhà. Đó. Khi mà cái làn da mặt của mình đã được ưng ý, đã được tuyệt vời rồi. Đó, an tâm an toàn rồi thì mình cũng phải giữ cái body của mình để mình cũng đi ra ngoài để cho mình cũng không bị ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời ấy. Đó, chỉ cần đơn giản như thế này thôi, một chút thôi là mình đã an tâm đi ra ngoài đi phơi nắng được rồi. Mà đi phố thì chuyện thường cả nhà ơi, đi tắm biển còn không no cháy nắng, còn đi phố chuyện thường cả nhà. Mà cả nhà có biết rằng là ở quê em thì hai mùa mưa nắng, chỉ có cái nắng có cái gió, không mang tên, rất là nắng luôn. Đó. Hai ngày hôm nay và bây giờ là đã vào mùa khô và mùa rất là nắng, nắng khủng luôn cả nhà. Đó. Mùa mưa thì các bạn có biết rằng là gọi là mùa mưa thôi, nhưng chỉ là cơn mưa bất chợt, còn thì hoàn toàn là nắng. Đó. Chỉ cần gần như vậy thế là xong đấy cả nhà. Đó. Rất là thơm và rất là không sợ nem nhem ra quần áo, thẩm thấu luôn. Quan trọng nữa là em bảo vệ. Đó. Rất là tuyệt vời đúng cả nhà. Đó. Một chút nữa mình sẽ quay lại video. Bye bye, hẹn gặp lại. Chúc cả nhà một ngày mới, một cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Bye bye, hẹn gặp lại.